Ngày 23 tháng 9, Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Trường tổ chức họp mặt kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10 1991, 1 tháng 10 năm 2022. Trách dự có ông Quỳnh Phước Hóa, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện, ông Lưu Văn Dũng, phó bí thư đảng ủy xã. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôm lại truyền thống xây dựng và phát triển của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Kết thừa và phát huy truyền thống đó, thời gian qua Hội Người Cao Tuổi xã Vĩnh Trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên như bảo trợ xã hội, chúc thọ, mừng thọ, tặng quà chăm sóc sức khỏe, phát động các phong trào thi đua, điển hình là phong trào tuổi cao gương sáng đã được đông đảo hội viên người cao tuổi tích cực hưởng ứng. Qua đó, người cao tuổi đã chủ động tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống, văn hóa, xây dựng nông thôn mới, phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa bàn dân cư. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Hoàng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường đã ghi nhận những kết quả đạt được của hội người cao tuổi, đồng thời phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đề nghị thời gian tới hội người cao tuổi xã cùng các ngành đoàn thể tích cực quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi nhất là công tác chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi phối hợp tổ chức mừng thọ chú đáo, trân trọng, thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao để người cao tuổi có sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi xã cũng đã tổ chức các hoạt động như thi đấu cờ tướng, giao lưu có câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh hát karaoke nhằm tạo sân chơi bổ ích thúc đẩy các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của người cao tuổi ngày một phát triển